vì cớ làm sao u sầu hỏi không thèm nói, vì cớ làm sao anh về mà em chẳng vui. Anh đã dặn dò khi chưa cười mãi mối vợ chồng nên duyên mới chớ đến bao giờ cãi nhau. Anh này thì chẳng dễ cười, anh đi tới đâu không về, ô đâu trong căn nhà về tuần trăng mật tới không màng và không mai đi. Thương anh đã loan một quân nhớ anh thương đúng chẳng cần đời em con gái ví như đào chờ đợi mùa xuân. Em ơi em ơi, linh lo đánh chẳng ngoài xa, linh đâu có được về nhà, hơi nắng chẳng chỉ tội quá. Tình em tuy lớn, nợ lương mà nặng hơn, làm đi thành thật vợ chồng mình gần nhau luôn. Anh ơi, có yêu mấy khổ vì yêu, có yêu mới thuyết khỏi chi, không loan yêu thương vừa chiêu. Đời trai trăm hương, phận gái có một vâng em anh nhờ vòng tay lo nghe cô, đừng có hờn ghen khi cuộc đời anh là lính mà lính đẹp trai sao coi nhiều cô nhìn anh không có lừa dại sao nên coi anh gì mà phân bua mãi đốt sân cây đồng cái hay ghen thường là cái yêu thương. Yêu thương cho nhau dài dặn 15 ngày phép đi mèo buồn cứ mang theo, yêu nhau mấy ngày rồi như dầm. Bà con cô bác có hay chê cười đánh chịu vậy thôi. Quý vị đang thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Hường Anh Dặn Em qua tiếng hát của nam danh ca Lê Thủ Hà. Em ơi em ơi, linh lo lắm chẳng ngoài xa, linh đâu có được về hơn thân thì tội. Tuy lớn nợ nước mà nặng hơn, đang đi thành vợ chồng nhau luôn. Anh ơi, có yêu mấy khổ vì yêu, có yêu mấy chuyện thôi. Hồng loan yêu thương vừa chiêu, đời trai tâm tư phần vai có một phần. Vắng em anh từng nhờ vòng tay cho nghe cô, đừng có hôn ghen khi cuộc đời anh là lính mà lính đẹp trai sao chịu một cô nhìn. Không có lời tại sao nên khói oan đức gì mà phân vua mãi ớt cây đồng gái hay ghen thường là cả yêu thật. Đâu đâu mới về yêu thương nhau cho lành 15 ngày phép đi mèo muốn nhớ mang em. Yêu nhau mấy ngày hơn nỗi nỗi tôi ra vì cuộc đời bà con cô